Kính chào bà con và các bạn đã đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, mùa này, cà phê Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc tưới nước để ra hoa, đậu quả đồng loạt. Những vấn đề mà nhà nông cần quan tâm là nội dung sẽ có trong phần cuối của chương trình. Trước hết mời bà con cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp khác sẽ được cập nhật trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Mở đầu chương trình sẽ là hiệu quả từ mô hình khởi nghiệp từ nghề nông ở huyện Đất Trọng. Thưa bà con, với sự năng động và sáng tạo của mình, những nhà nông trẻ hiện nay luôn tìm tòi những cái mới để đầu tư phát triển. Nhờ vậy mà tại các địa phương trong tỉnh, những mô hình khởi nghiệp từ nghề nông đã phát huy hiệu quả, vừa nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, vừa liên kết cùng bà con nông dân có đầu ra ổn định. Mô hình khởi nghiệp của nhà nông trẻ Lưu Lập Đất ở huyện Đức Trọng là một trong số đó vinh dự nhận giải thưởng lương định của nhà nông trẻ lưu lập đất ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tự hào khi trải qua những khó khăn của dịch bệnh công ty của mình vẫn giữ vững được lòng tin của khách hàng gắn bó với ruộng vườn và khởi nghiệp trên quê hương lưu lập đất đã có nhiều nỗ lực để đưa nông sản vào các hệ thống bán lẻ uy tín như của mát bách hóa xanh Lưu Lập Đất cũng duy trì liên kết với trên 50 nông hồ ở địa phương, sản xuất hàng chục hectare rau, củ, quả các loại mỗi ngày cung ứng ra thị trường khoảng 20 tấn rau củ các loại. Để có được thành quả như thế, bên cạnh việc nắm bắt thông tin thị trường, có kế hoạch sản xuất khoa học, lưu lập đất còn phối hợp với cơ quan nông nghiệp địa phương để mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân. Thường xuyên cung cấp nhiều thông tin thị trường để bà con đầu tư sản xuất những loại nông sản phù hợp. Hiện mô hình khởi nghiệp này đã được ngành nông nghiệp địa phương khuyến khích nhân rộng tại những địa bàn phù hợp trong huyện để tăng cường kết nối với nông dân, giúp bà con có đầu ra ổn định. Bên cạnh những mô hình khởi nghiệp từ nghề nông thì tại các địa phương trong tỉnh, trong đó có huyện Di Linh, bà con nông dân đã ưu tiên đưa một số loại cây ăn trái vào cơ cấu sản xuất của gia đình mình. Cụ thể là tại xã Gia Hiệp, Vườn Na hay còn gọi là Mãng Cầu Ta đã được đầu tư theo quy trình trái vụ của nhà nông Vũ Trọng Hiển, đã mang lại nguồn thu hết sức khả quan. Mô hình này đang được nhiều nhà nông ở địa phương tham khảo nhân rộng. Từ năm 2015, nhà nông Vũ Trọng Hiển bắt đầu trồng sen khoảng 4.000 hecta cây na thái trong vườn mắc ca. Hướng đầu tư đó vừa giúp cho ông Hiển có nguồn thu nhập, vừa tạo hệ thống cây che bóng cho cây na. Qua thực tế canh tác, nhận thấy thời gian ngắt quản giữa hai mùa thu hoạch na khá dài, nên ông Hiển quyết định cắt cành, tỉa tán ngay sau khi thu hoạch na chính vụ và nghiên cứu tìm hiểu thêm kỹ thuật chăm sóc cho na thái ra quả trái vụ. Từ rút kinh nghiệm qua thực tế, Đến nay, vườn Na Thái của ông Hiển cho thu hoạch hai vụ một năm. Vụ thứ nhất vào khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch với sản lượng khoảng 9 tấn. Vụ thứ hai thu vào khoảng tháng 11 và tháng 12 âm lịch, sản lượng thấp hơn chừng 2 tấn, nhưng giá thường cao gấp từ 1,5 đến 2 lần so với chính vụ. Việc trồng na thái trái vụ là một giải pháp quan trọng để cân bằng sản lượng na cung cấp cho thị trường một cách đều đặn, góp phần ổn định giá thành, duy trì thu nhập cao cho người nông dân Thành quả đó đã được Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng trao giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Lâm Đồng lần thứ sáu. Như chúng tôi đã thông tin trong những chương trình trước, trong những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên tình hình dịch bệnh trên cây cà phê diễn biến phức tạp, người dân làm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học đã làm ảnh hưởng đến chất lượng cà phê. Trước tình hình đó, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã phối hợp với một số nông hộ ở thành phố Đà Lạt sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ để cung ứng ra thị trường những hạt cà phê thật sự ngon và chất lượng nhất. Theo đó, 10 nông hồ ở hai xã Xuân Trường, Trạm Hành, thành phố Đà Lạt đã được chọn tham gia triển khai 10 hecta mô hình chăm sóc cà phê chè theo hướng hữu cơ, đồng thời liên kết tiêu thụ ổn định sản phẩm thu hoạch đầu ra. Tổng kinh phí thực hiện hai mô hình này là hơn 371 triệu đồng, trong đó kinh phí nhà nước hỗ trợ gần 193 triệu đồng. Số còn lại là do các nông hộ đối ứng. Để giúp bà con nông dân áp dụng quy trình canh tác theo hướng hữu cơ khoa học, bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn, trung tâm khuyến nông còn thường xuyên các cựu cán bộ đến từng vườn để hỗ trợ bà con nông dân. Với sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, mô hình sản xuất cà phê chè theo hướng hữu cơ và liên kết theo chuỗi giá trị mang lại một số kết quả bước đầu khả quan. Niên vụ 2021-2022, năng suất một hecta mô hình đạt 2,325 tấn nhân khô, với giá bán 90.000 đồng một ký, bà con có doanh thu hơn 209 triệu đồng một hecta một năm. Trừ chi phí đầu tư, công lao động đạt lãi thuần hơn 144 triệu đồng một hecta, tăng khoảng 20 triệu đồng một hecta so với ngoài mô hình. Đặc biệt thông qua hướng đầu tư bền vững nói trên, tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón quá quy định đã được hạn chế, tạo độ bền cho đất và cho cây, cây trồng sinh trưởng và phát triển đảm bảo, không bị mất mùa cách năm. Thưa bà con nông dân, do giá vật tư đầu vào tăng cao nên trong những tháng gần đây, việc đầu tư tăng đàn tái đàn vật nuôi ở nhiều địa phương trong cả nước gặp khó khăn trước thực tế đó trung tâm khuyến nông hà nội đã triển khai mô hình kinh tế tuần hoàng trong chăn nuôi với giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi tuần hoàng là hoạt động sản xuất không chất thải không phế phẩm ứng dụng kỹ thuật truyền thống và những tiến bộ khoa học để xử lý phụ phẩm chất thải trong quá trình sản xuất thành giá trị hữu ích góp phần bảo vệ và tái sinh môi trường đây sẽ là hướng đi chủ đạo để ngành chăn nuôi phát triển bền vững nhất là trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, nguồn tài nguyên dần cạn kiệt và nguy cơ ô nhiễm môi trường chăn nuôi vẫn hiện hữu. Để thực hiện có hiệu quả giải pháp chăn nuôi tuần hoàn, Trung tâm khuyến nông Hà Nội đã triển khai mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm sử dụng phế phẩm sinh học ở Sơn Tây, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thanh Oai. Sau 7 tháng nuôi thì 750 con lợn đạt trọng lượng trung bình hơn 100 kg một con, đem lại lợi nhuận khá cao, giúp người chăn nuôi có đầu ra ổn định. Thông qua mô hình này, nông dân có thêm cơ hội để tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ sinh học, tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng cao, phát triển chuỗi liên kết, nhờ đó tăng hiệu quả kinh tế từ 15 đến 20% so với chăn nuôi truyền thống. Thực tế cho thấy để chăn nuôi tuần hoàn, bà con nông dân cần vận dụng sáng tạo một số nguyên tắc cơ bản như tổ chức chăn nuôi tập trung và chăn nuôi liên kết, sản xuất đệm sinh học, làm nền chuồng trại, xử lý triệt để các ảnh hưởng của môi trường, trong quá trình tổ chức sản xuất và kinh doanh nhằm cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Tiếp nối chương trình, mời bà con cùng đến với một mô hình rất phù hợp để tham khảo áp dụng tại Lâm Đồng, đó là trồng cà chua kép trên gốc cà tím. Trong những năm gần đây, nhiều hội dân trên địa bàn xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, triển khai thực hiện những mô hình trình diễn giống cây trồng mới, đem lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Trong đó có mô hình trồng cây cà chua ghép trên gốc cà tím. Trước đây bà con nông dân xã Bạch Lưu trồng cây cà chua nhưng năng suất chất lượng quả không cao, thời gian thu hoạch ngắn. Mô hình trồng cây cà chua ghép trên gốc cây cà tím đã được Trung tâm kỹ thuật rau hoa quả Vĩnh Phúc triển khai với hơn 100 hộ dân tham gia. So với cây cà chua thông thường, cà chua ghép có nhiều ưu điểm như khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, kéo dài thời gian thu hoạch. Khi chín cà chua có màu đỏ, đẹp, cứng, dưa bột, ăn ngon và ngọt hơn cà chua thông thường. Trung bình mỗi vụ, bà con thu hoạch được khoảng 2 đến 3 tấn quả một xào. Năm nay, cà chua được giá có thời điểm giá bán lên tới 40.000 đồng một ký, giá nông thu về từ 30 đến 40 triệu đồng một xào. Theo các nông hộ, quy trình trồng và chăm sóc cà chua ghép khá đơn giản. Cây cà chua ghép giai đoạn mới trồng, sinh trưởng phát triển chậm, giai đoạn bắt đầu ra hoa, cây phát triển rất nhanh. Thời kỳ này cần cung cấp đầy đủ phân bón cho cây trồng. Khi trời mưa, bà con cần chú ý bệnh đấm đen, tránh ảnh hưởng đến hoa, quả và những mầm non đang phát triển. Đặc biệt với giống cà chua ghép, người trồng không phải tiến hành thụ phấn cho hoa mà cây vẫn cho nhiều quả. Rõ ràng để nâng cao thu nhập trong giai đoạn hiện nay, việc áp dụng khoa kỹ thuật vào sản xuất là vấn đề mang tính tất yếu Chính nhờ làm được điều đó mà mô hình sản xuất lúa theo hướng vị gáp ở xã Thủy Đông, huyện Thành Hóa, tỉnh Long An đã đạt được một số kết quả hết sức khả quan. Mô hình sản xuất lúa theo hướng việt gáp nói trên có 30 hộ nông dân tham gia, sản xuất 30 hecta, giống được sử dụng là giống nếp IR4625, trung bình gieo xà từ 80 đến 100 kg một hecta. Trên diện tích một hecta, nông dân được hỗ trợ hơn 3,6 triệu đồng đối với trường hợp cấy máy, và gần 2 triệu đồng đối với trường hợp xà lan. Mô hình sử dụng giống lúa có xác nhận chất lượng tốt, giảm lượng phân bón hóa học thông qua việc sử dụng các loại phân bón thế hệ mới, chậm tan, phân hữu cơ. Tham gia mô hình nông dân thường xuyên được tập huấn đầu vụ về kỹ thuật chăm sóc lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp, được hướng dẫn cách sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác lúa theo hướng Việt Gáp và quy trình kỹ thuật 1 phải 6 giảm nhờ áp dụng đồng bộ kỹ thuật nói trên mà chi phí sản xuất thấp hơn khoảng 400.000 đồng một hecta so với sản xuất lúa theo phương pháp truyền thống. Thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, hướng đến sản xuất nông sản sạch, an toàn và bền vững. Thưa bà con nông dân và các bạn, cũng như nhiều địa phương ở khu vực Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng đang là những tháng mùa khô. Và đây cũng là thời điểm cây cà phê ra hoa, đậu quả. Giai đoạn này, một trong những vấn đề mà nhà nông cần đặc biệt quan tâm là quản lý sâu bệnh hại và tưới nước đầy đủ cho cây cà phê, để cây ra hoa, đậu quả, đồng loạt, thuận lợi cho việc thu hái về sau. Những tháng gần đây, thời tiết tương đối thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển thậm chí tại một số khu vực trong tỉnh còn xuất hiện nhiều cơn mưa để giúp bà con nông dân thuận tiện trong việc chăm sóc cây trồng, giảm chi phí đầu tư. Tuy nhiên, những khu vực nào mưa chưa đủ, lượng mưa nhỏ, rất dễ xảy ra tình trạng hoa cà phê nở không đồng loạt, sâu bệnh hại nhiều. Chỉ tính trong tuần qua, gần 10.000 hecta cà phê bị bỏ xích mũi, rỉ sắt, khô cành, vân vân. Bởi vậy, bà con cần thăm vườn để nắm bắt tình hình thực tế. Nếu cây cà phê chưa đủ lượng nước cần thiết, bà con nên tưới bổ sung, mà bà con vẫn thường gọi là tưới chạy, nhằm giúp cây cà phê ra hoa đồng loạt. Vương này thì được À, 1,5 ha thôi. Thế nên à, mình đầu tư theo cái hướng bền vững. À, mình cũng học hỏi kinh nghiệm và à, đầu tư theo cái hướng bền vững. À, mình bón phân thì à, mình chia đều ra, bón ít và bón nhiều lần. À, và tưới nước thì tưới nước đầy đủ để cây nó hấp thụ được phân tốt hơn và cây nó phát triển mạnh hơn. Như mỗi năm ấy thì là cũng tưới dí. Đấy, nhưng là nhìn riêng sang năm nay thì là nhà cũng đã đầu tư để tưới bếp ấy. Là quay bếp thì cần quay bằng đêm chứ không quay ngày, quay ngày nó nắng ấy. Đấy thì là nó nó không tốt thì là quay bếp mà quay bằng đêm, đêm hết. Thời điểm này nếu thiếu nước kèm nhiệt độ cao, ẩm độ không khí thấp, hoa cà phê phát triển bất bình thường. Trường hợp hoa cà phê đã nhú mỏ sẻ nhưng bị thiếu nước thì rất dễ bị tình trạng hoa chanh, khô rụng. Thiếu nước trầm trọng trong giai đoạn này có thể dẫn đến tình trạng hoa khô, chết cành. Tuy nhiên, bà con cần biết rằng trong những tháng nắng nóng, giải pháp tưới nước cho cây cà phê phải khoa học, tuân thủ theo nguyên tắc tưới đủ nước và tưới đúng lúc. Hiện tưới gốc và tưới phun hay còn gọi là tưới bét là hai kỹ thuật tưới được bà con nông dân áp dụng phổ biến. Tại khu vực Tây Nguyên nói chung, Lâm Đồng nói riêng, bà con nông dân cần tưới từ 3 đến 4 lần trong mùa khô. Lượng nước tưới cụ thể như sau, trong 2 năm kiến thiết cơ bản, bà con nên tưới 240 lít một gốc, 22 đến 24 ngày một lần. Cây cà phê năm đầu trồng mới, tưới 120 lít một gốc, chu kỳ 22 ngày một lần. Cà phê năm ba, thu bói 2,5 tấn nhân trên một hectare, nên tưới 320 lít một gốc, 22 đến 24 ngày một lần đặc biệt với những diện tích cà phê kinh doanh lượng nước tưới thời điểm tưới là hết sức quan trọng bà con có thể bón phân kết hợp tưới nước cho cây cà phê chúng tôi khuyến cáo cho bà con nông dân trong cái giai đoạn tưới nước đầu tiên thì cây cà phê cái nhu cầu của cà phê trong giai đoạn kinh doanh nó chỉ yêu cầu khoảng từ 350 cho đến 400 lít trên một gốc trên một lần tưới là tốt và lần thứ hai thì là có thể giảm hơn và cái chu kỳ tưới khoảng từ 20 đến 25 ngày như thế thì đã đáp ứng được cái nhu cầu của cái cây cà phê để nó sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay giá xăng dầu đang ở mức cao, bởi vậy tư nước đúng kỹ thuật, kết hợp quản lý sâu bệnh khoa học chính là giải pháp tới ưu để cây cà phê sinh trưởng và phát triển thuận lợi, tiết kiệm nước, hạn chế lãng phí đầu tư, tăng sức cạnh tranh cho nông sản lâm đồng. Hy vọng với những khuyến cáo trên đây, bà con nông dân đã có thêm nhiều thông tin cần thiết để đầu tư chăm sóc cây cà phê mùa này khoa học và hiệu quả. Chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Bà con và các bạn quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động LTV a.gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Đến đây, Hải Yến xin nói lời chào tạm biệt.